Sao anh em thì khi mà anh em ấn vào video này thì chắc chắn anh em đều có chú một câu hỏi là tại sao hơn tháng rồi mà chú vẫn chưa ra video, cũng như là thì video lý do mà chú không ra video của chính là vì cái máy của chú nó không thể nào quay video được nữa, nó render video ra thì rất là lắc chi mà. Và lý do thứ hai là do chú mua máy mới. Đấy, từ cái lúc mà livestream đến giờ thì anh em hỏi rất nhiều về lúc nào mà PC chúng mới về. Ok, thì hiện tại là máy máy chúng đã về rồi. Thì sau khi mà mua về thì chúng phải mất khoảng tầm 2 ngày để chuyển dữ liệu cũng như là sửa một số cái lỗi khá là oai oăm mà thật sự là lần đầu chúng gặp. Thì chúng gặp một cái vấn đề đó chính là do nguồn hay gì đấy mà khi chúng vào Minecraft ạ. Được 1 2 giây cái là nó ngắt luôn anh em ạ. Oh my shit. Thì chú sẽ cho anh em xem thông số của cái bộ PC mới của Chun. Đối với Chun thì con máy này dùng cũng ổn, chung là mạnh đối với Chun, bởi vì đây là lần đầu tiên Chun được có một cái con máy nó ổn định như này. Và anh em có ý kiến gì về con máy này? Đó, đây cũng sẽ là một cái video comeback lại của Chun. Đó. Ok, và nếu như thích video này thì mình like, subscribe nha anh em ơi. Thì Chun sẽ hẹn anh em vào những buổi livestream và những cái video hài hước nha anh em ơi. Bye bye.